thì món ăn của chúng ta đã chín, và bây giờ em sẽ rồi ngon quá, rau củ quả chín đều hết luôn. Em sẽ lần lượt cắt từng món, súp lơ nè vẫn còn màu xanh nguyên luôn, mặc dù là ở trong nồi mình đậy vung kín như vậy nhưng mà màu xanh của rau vẫn còn nguyên, rất là hấp dẫn luôn. Đây là lần đầu tiên mà em nấu trên cái nồi này. Nồi này thực sự em cũng mới mua. Hôm nay nó là ngày thử nghiệm đầu tiên. Để đây là cũng hơi còn vụng về. Mẹ không đâu luôn. Cảm ơn chơi với mẹ kia. Rồi. Vậy là đã có một món canh thật là ngon. Dẫn quá. Tập